cuộn diệu khí thật là hư hao. Cuộc đời các bạn không ai ăn mà tiền thì tao. Tiền mà tao mà cháu có một là bụng có một mà cho người ta mà ăn quá ăn lại mà không cho thiểu tiền. Tiền tao thằng nào tặng nhà của tao này biết. Alo. Chị ơi chị. Dạ chị giao cho em là một kiểu giò thủi đấy chị. Cái loại mà không hủy rồi mà người ta ngâm axit đấy đấy. Chị giao gặp cho em, cảm ơn chị. Sẵn vừa là bạn ế luôn, giờ không còn cái chi. Tao phải đuột. Cuộc đời mà không đuột là không được, nghe em. Phong lon này, đây. Đây, suối đi hên về này. Đây, lon này. Đây, người ta lon này. Qua này. Đây, này, qua này. Đã nóng này, ra. Trời ơi. Rửa hẳn đi rồi mà cái suối nó vẫn còn tồn tại đó kìa. Suối xèo đã đốt rồi đấy, đốt rồi là hết rồi về. Đã. Cháu. Dạ. Đây là số mấy? Dạ số 1. Đây là số mấy? Dạ số 2. Đây là số mấy? Dạ số 3. Ba con trả lời là điều chuyện này là mắt rất là tốt. Dạ. Mắt con tin tưởng con thấy tất cả mà sao mày không thấy được cái tiệm của ta mày để cái xe này mày? Mày đùa mà giờ mới người ta mới mở hàng á. Dạ. Đi ra chỗ khác. Dạ. Dừng xe vô duyên vô hù. Chảnh chết. Sắp cành bào miếng đây là quảng bụng chứ không phải bùng binh. Mày đi vòng làm về chỗ cũ mày. Vậy chứ giờ sao chú, giờ để xe ở đâu? Mày điện đâu ta nè. Chú. Cái gì? Cúi xuống. Gì? Cúi xuống mới để được. Kìa chú gì đó. Mày xem phim thực diện mai phục chưa? Tao thủng là mày đi mày mai mò mày luôn rồi mày. Chú kêu để xe lên đầu chú. Nhưng mà con ăn bún bò ở đây thì con để xe ở đâu? Con để xe đây nè. Nói chúng là nguyên con đường là của chú hết để mua mà chẳng được con. Dạ. Đấy, mình phải nói trước với người ta là mình ăn bún bò thì chú giữ xe là miễn phí và bao la. Dạ. Chú nhiệt tình chứ đường bao hết không có chí chứ để đâu cũng chẳng được. Dạ. Con ăn bún hả con? Dạ. Ăn răng là chú bạn nè. Dạ chú cho con tô bún bò không lấy bún. Ừ. Sáng tao bạn một thằng ăn bụng bò mà không lấy bò rồi nghe. Thì sao chú? Rồi bây giờ tao bạn một thằng ăn bụng bò không lấy bụng. Dạ. Mày với thằng kia cùng tổ chức vào. Hai tụi mày mua hai tô mày hùng lại ăn vào. Đâu có đâu chú. Bây giờ mày muốn gì? Dạ con thích ăn bún bò không lấy bún. Chẳng chết. Rồi sang kia ngồi ăn. Ngon lành buổi sáng. Dạ. Dạ chị. Rồi dạ. Đến tiếp được đi. Được rồi tôi ráng. Dạ 40 nè chú. Không đây là 160. Dạ chú ơi con không đem đủ tiền. Thôi con trả lại con không ăn đâu chú. Không có chim không? Không có tiền trả thôi đem bụng về nhà ăn không sao. Đi về. Dạ cảm ơn chú. Ừ, đi về, rồi xe đạp để lại. Đi về. Chú, xe đạp của mẹ con cho con với chú. Nhưng mà chú. Về. Dạ. Bán kỳ cục. Cha mà sinh chi mà thịt nó lẫn vào não. Chẳng có thiết một lời bán những gì chẳng. Khổ thân. Đây, xuôi đi hên về. Nhìn hẳn biết đại gia chị. Dạ, em có thể giúp được gì cho anh? Ăn quặng bụng là bạn Đô Huệ ngon lắm. Anh ăn bụng bò. Nó nói cái gì nhanh quá. Nghe không có rõ. À, để em nói lại cho anh nghe. Rất là rõ ràng là em là bằng bún bò. Nói chung là bằng tất cả những món ăn mà là thuộc về Huế. Cái chiếm bò mình đeo cũng nói chung là bún bò mình vô mình chà chiếm cọ. Nó nói nghe không rõ. Anh nói nghe rõ quá anh hả?
kêu chặt móc nhau cùng khi hai người nhớ nhau. Chặt móc nhau làm gì? Chỉ bằng mình ăn anh luôn đi. Rồi rồi, vô thẳng với vấn đề đi. Anh ăn chi nè? Ba bán bún bò. Mập. Nếu quan bún bò, em bằng bún mọc đây, nè anh nhìn nè. Đấy, quán bún bò uống bún bò uống bún bò uống bún 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 anh đang uống bún bún bò nè. Mà bò đâu? Biết con bò nè. Bò đi là bò nè. Con đi là con gì? Con heo á. Con heo ngu mà hai chùm đen to rửa đấy. Tôi tưởng cạo lông không sạch. Mày chưa ăn bằng bụng bò. Anh ăn bụng bò với mấy mà ủng hộ đi. Bún bò. Bằng bụng bò. Rồi. Hiểu rồi. À, là lệ lấy tôi bụng. Bún bò. Thịt nướng à. Em khẳng định mày ăn em bằng bụng bò, em bằng thịt nướng. Bò thì nướng lên, làm thịt nướng được nha. Bò em đủ rồi, em răng nướng. Vậy là không có bán. Không bằng bụng thịt nướng, không bằng bụng ngọc chỉ bằng bụng bò. Ăn không? Hiểu rồi. Một. Bún. Mày lên. Bò. Bạn gấp có bụng hy sinh quá này. Bụng bò ăn răng em bạn này ăn. Lấy cha. Không phải dạ. lấy cái gâu. Gân thập cân. Cái đó. Chiều nay mưa trên phố Huế, tiếng ai mà hát đã thấp và cầm. Gân cho nhiều vừa gân vô. Không bỏ gân đi. Bỏ. Cũng nói sớm. Nói sớm lắm đó mà cũng muộn à. Không bỏ gân, nói sớm nó không bỏ gân bố. Rồi trà nè. Trả bò ra luôn phải không? Rồi bò trả ra rồi. Bỏ nhiều. Răng phát âm cho rò chữ ra thế đấy. Nó nói vậy mà rõ từng chữ, có điều hơi chậm thôi. Rồi con bò nè. Bò cái gì? Bò chính. Béo. Bớt bò lại bớt. Không. Bớt. À bớp bò. Không. À bò. Không. Bò cái gì? Không. Cái nhìn đi. Cái gì? Cái này. Băm. Băm. Ăn có tô bún mà thấy bà nội luôn. Đã nói chậm làm ơn đứng nghe đi. Nhảy tôi vô rồi. Anh là bì là viêm mà hồng. Còn tôi là mai là tôi mù luôn rồi. Trời ơi, bạn nó có bụng mà nó có thấp. Qua thành thì cái dưới mà nó cứ chặt. Nó chặt này, nó bớt này, nó bò nè. Cái băm này cái từ đâu ta làm đấy là biệt băm luôn. Nói cũng không hiểu. Diễn tả cũng không hiểu. Tôi kêu con vợ tôi vô mua đồ được không? Trời ơi, của con vợ sao từ này chưa không kêu bố nội chuyện cho sớm. Vậy cho nó dễ đi. Kêu bố. Em ơi, em là người ta con vợ bố lẹ đi em ơi. Được, kêu là cho tôi chiều không chưa bố được ấy. Bún vô giùm đi. Anh lầy em. Em biết là số em là không được may mắn. Em nghiền răng mà em để thằng chồng mà nó nói chuyện. Cái đường ngôn ngữ nó khó khăn quá. Hắn nói chuyện không có hiểu. Hắn nói lâu quá muốn tôi bụng. Nghiền răng ngôn mà nói không hiểu. Em vô em phải đi trước. Em chỉ bảo em nói giùm người ta. Đi ăn cái gì nói đi.
thiệt, cái anh nó đợi em nổ năm lắm. Đó rồi, để em rút cho cái nhanh 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 ngoài à. Trời ơi, tài răng mà xanh cho nó một cặp đù đầy này. Trời ơi, vợ chồng nó đi rồi giao tiếp như nào trời. Hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Lớp học tiếng. Nhớ đọc tiếng Anh. Phát âm kiểu đó còn học ngoài ngữ chi cho khổ thầy cô đi. Ê, đừng có nhỡn nha, nhỡn tiếng Anh như nhói luôn á. Không mà, ngọt tiếng Anh như chó hả? Ngại. Nghe cho rõ đi, ông nội. Nói tiếng Anh như nhó. Biết rồi, là như gió. Đúng rồi, như gió. Trời ơi, nhung. Nó nói là như. Đúng rồi, ta động rồi. Băng rồi, ta động băng rồi. Không cần mày thổi. Hẳn định đắng chưa? Chưa hả? Chưa. Ê, cái gì? Nhớ nhu. Nhanh nhanh nhu. Thằng nói chi bây? Nhắc đâu nha em. Nói đây. Mặt con vợ mới hẳn nói cái chi không hiểu. What? Mày nghỉ, mày đừng dịch. Bây giờ này, em mua bộn giùm anh. Anh nói cho em nghe, anh không có nhu cầu học ngoại ngữ. Anh có nhu cầu. À, đúng rồi. Bây giờ này là chồng em không biết nói. Mà hắn bố quảng bụng bò mà hắn ăn bụng mọc mới chịu. Em có đồng chung em. Trời ơi, nhiệt nhổ nhâm nhễ nhợ. Nhịn nhau vô đi. Người ta nhắn không ngồi, vô nhắn chúng nhọc. Nhắn đây. Nhịn ráng còn được là hướng dương đằng chồng. Cái nhạc có nhiên rồi. Nó nhịn nói nghe rồi. Nhà không có nhễ nhau người ta nhương. Em. Xin. Mày đừng khinh nữa. Em vô đi. Xin lỗi dùm đi. Ê, cái gì rồi gì? Anh cái chí mình hằng hẳn xin. Bây giờ anh ăn bằng bụng bò. Anh nhắn cái nhúng nhọn. Bụng bò, ừ. Nhớ không vô nhúng nhiều. Em ăn bụng nhiều hả? Ngại. Ăn cái chí. Nhúng nhại. Nhúng nhiều. Không hiểu mày Google dịch đi mày. Đó, đòi ăn bún. Trời ơi, nói gì, nói nhè quá gì mà vậy? Mày nói anh khó nghe ăn hẳn á. Hai vợ chồng ngay anh nói nghe mà hiểu được. Không nhảy, em nói nhỏ nè, em nói nhỏ lại cho anh nghe nè. Chầm thôi, chầm thôi, rò ra. Nhúng. Bụi. Nhiết. Quyết. Nhỏ vô. Bỏ vô. Nhôm vô. Tôm. À, tôm. Bà cha mà tôm mà nhôm. Nồi mà nhôm. Tôm vô. Nhỏ vô. Bò vô. Nhâu nhũ. Là cái gì mà ăn là có cái nhũ này đó. Lông nhũ. Nhậu nhũ nào. Đầu hũ. Bụng riêu. Bụng riêu. À, ăn một tô bụng riêu. Tao chẹm vợ chồng đi. Tao ăn bụng bò. Một thằng quán bụng mọc, một con quán bụng riêu hả? Bây giờ một lần cuối cùng. Trong vòng bốn chữ. Phát âm. Rõ anh cái gì? Nói bốn chữ. Thêm bốn chữ tập cách liền. Nhộp nhộp nhúng nhò. Làm liền. Phải giới hạn. Riêng mà đối với cái tụi này là phải giới hạn. Không cho nó nói nhiều. Đấy, chứng bó. Đấy giấy hả? Giấy hả? Khổ ghê. Nhẹ nhẹ em Dũng ơi. Rồi. Đấy. Tốt cũng bò nè. Trời ơi, nhộn nhồi. Nhộn nhồi. Lộn rồi. Bụng bò má. Nhìn nha, nhảy rồi nhảy nuốt dữ nhúng gì nhàng đúng không? Nhộp vô nhúng nhò. Thì làm một tố bụng bò đó bằng bụng bò đấy. Giống nhảy nhúng nhò nhầy mà nhà nhộp vô nhúng nhò. Hắn nói là hai câu như nhau. Không có như nhau được. Em ơi em nói là phải là bụng. Mày khỏi dịch đi, mày khỏi dịch đi, mình nói chuyện riêng rồi nhau. Nè, em là bụng bò. Nộp vô nhúng nhỏ. Thì bằng bụng bò đó đúng. Nhúng nhỏ nhó mày à, nộp vô nhúng nhỏ.
hành công như nhau. Nhờ với nhu nhễ nhợ luôn á. Đúng chưa Lăng Đăng? Đúng rồi, nhú nhanh á. Đúng rồi, nhắc nhát 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 nhát. Đúng rồi, bụng ủng à. Lăng Đăng là con bo, là bụng bo. Đó nha, một nhu, nhúng giò. Bụng giò. Cái đùi á. Mà cha ơi, nghiền răng mà bụng bò với bụng giò hẳn cũng nhũng nhò y như nhau mà ai răng nghe. Mai mốt sửa đi, cái mình nói khó khó nghe mình nói là búng 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 đùi. À, một đôi nhũng nhùi. Nhũng nhùi là cuối cùng hả? Mình nhảy nhớ là nói nha, mình mới bạn nhũng nhò, bạn nhũng nhò mà con thao nữa tao tạm chết ta, mình sẽ nói nha. Ta nói cái dòng riêng mà ta còn nói dòng Huế mà chết mẹ. Đấy. Ta nhủ mà không giữ à. Trời ơi. Rồi rồi đấy. Báo lắm. Nữa là tôi đi là trăm sậu đó nghe. Đấy. Bạn quả mà nói nhiều quá. Bác đi ra chỗ khác. Tôi đi là trăm sậu vì bạn quả nhiều nói quá nhiều hơi. Trời ơi sao trăm sậu mắc quá vậy? Đấy. Bác đi ra chỗ khác. Cái đi là bụng bò. Nhận quá. Một trăm sậu một. Bác đi ra chỗ khác các bác. Bình thường là bạn. Bác ơi, con nói bạn nghe này. Chỗ... Người ta đang bạn bụng bò ấy. Bác. Con bạn nè, con bạn bụng. Bác. Con đang bằng bụng bò, hai anh chị người ta đang ăn bụng bò, bác làm cho con giật mình, con làm đồ cái tô, bây giờ là bác đền cho con trăm sậu đi. Bác nghe con gọi bác nghe bác hiểu không? Hả? Tôi có cảm giác như tôi lạc vô cái viền mà tai mùi hồng. Rồi. Đừng có nhuồn, đừng có nhuồn nữa, để tôi nói nhỏ nghe nè. Mày điên người ta nói đi, ông còn không nghe, mày nói cái dòng đi mà biểu người ta nghe. Giỡn hoài nó nói nãy giờ tôi nghe được à. Ở đây nhiễu hò vậy à, nhắc nhúng với nhừng nhố. Đúng rồi, nó vô đúng cái tần số tôi là tôi nghe. Sao cháu tiếp tục mình đâu nữa? Yeah. Mày đi gì bây giờ, mày đi hai bên này nói chuyện có bồ hiểu nhau hơn. Không, tôi nói ổng cũng nghe mà. Nghe đi nói không? Bác nghe con nói không? Hả? Mày sao? Đi ngồi vô cổ đi mày. Mày không có giả kỳ gì trong cái câu chuyện này. Bác, bây giờ không đi đây. Đi nhịn nho, đi nhịn nho. Nhịn nhịn nghe. Hết thời gian rồi. Bác đền cho con trăm sậu. Sáng cho con không bán được cái gì hết. Đền trăm sậu, rượt cái tô rồi. Hả? Đen là tiên nè, mộc là tiên nè, đi nè, một là trăm là sáu, đen trăm sáu. Bấm cái gì ở dưới? Không đùa với ông nghe, bây giờ đền tiền không? Không có biết gì để cho nó dịch, nó nói đúng rồi. Nha. Ờ. Nói là ở đây, nho ngăn nhúng nè, nhồng nho ngăn nhúng nè. Không nha, không nha, ngăn nhúng nè. Nhát nhúng nè, nhát, nhớt vô nhúng, nhìn, một nhâm nháo. À, hiểu không? Hiểu không? Bây giờ là hiểu chưa? Hiểu ạ. Nói lại đi. Mày đi ra đường thắng. Không còn kiên nhẫn, bây giờ không tập số mà nó nói lẻ quá cũng không nghe. Bây giờ không trả tiền đúng không? Sao, ủa làm gì vậy? Đừng. Ông già á, đừng có đánh ông già. Già kìa già, bây giờ tôi sẵn cho bạn không được cái chiếc. Ông là võ sư đó ba. Cái cản không kịp. Giỡn mặt hả? Nè nha, cho cậu biết nha, hôm bữa nay tôi đi tập bài quạt với hội phụ nữ, chứ nãy giờ tập bài kiếm là chém thấy bà rồi nghe. Giỡn mặt ở đây định là buôn bán mà hành hung người ta bỡ hả? Bỡ người ta. Cái chỗ này là bán lấn chiếm lòng lề đường nè. Cái này là cái chỗ bún bò chứ không phải là cửa hàng đồng giá 160 nghe chưa. Cái gì cũng 160 hết trơn hả trời. Rồi bán người ta không có tiền rồi xiết đồ người ta ha. Chặt chém quýnh người ta nữa đúng không?
tôi làm chiếc kề tôi, ông già từ vô duyên vô hộ, tôi làm chiếc kề tôi. Ai tôi mặc mới tôi đụng dòng họ nhà không hả? Ê ê, mày đụng cái dòng họ ông thiệt á. Ê, bố hổng cái mày, phá chứ xéo miệng mày nha mày. Ra mi nội rò ràng rửa mi. Mày chửi cha người ta mà kêu ta nói rõ ràng. Ba, mẹ, ông nội, ông này lấy xe đạp của con nè. Mày đụng vô cái dòng họ tao rồi đó.